hai đứa mình chung một phòng đi, anh không làm gì đâu. Thôi hai đứa mình chung một phòng đi, anh không làm gì đâu. Đi anh không làm gì đâu. Anh thề anh không làm gì đâu. Anh có gì anh chỉ ôm thôi. Cái bé cũng không chịu. Bé đi về một mặt luôn, bé kêu thôi anh làm gì làm rồi con đi bỏ về, em đi về. Sau đó về nhà cũng cay quá. Cũng cay quá. Ngày mai cũng lại tiếp tục có lại gặp. Rồi hôm đó là ngày hôm đó là bé về luôn, đi về Đồng Tháp. Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi mà hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con chào tất cả mọi người trong trường quay và tất cả mọi người đang xem chương trình. Con tên là Huỳnh Mụng Như và năm nay con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là kinh doanh online và ca sĩ tự do ạ. Ồ, ca sĩ đúng không? Chúc hát tặng bài nghe. Mời bạn. Con tên Trần Văn Tiến. Năm nay con 28 tuổi. Con đang kinh doanh online. Hiện tại con đang sinh sống ở Vũng Tàu. À, hai chồng từ Vũng Tàu hả? Con ở Đồng Tháp. À, Đồng Tháp, nhờ theo chồng về Vũng Tàu. Dạ, đúng rồi. Mời cô ca sĩ hát tặng bài Như, bé Như. À, bài bé Như. Dạ, con xin gửi tới mọi người một ca khúc được mang tên là Em Khóa Anh Rồi. Em Khóa Anh Rồi. Ca khúc này cũng là chính con thể hiện luôn ạ. Bông lúa chín trên đồng, bên nương nhà trồng rau. Chẳng cuộc sống xô bồ ta đưa đây về cùng nhau. Ơi điều ly câu hò, ngân nga bài tình ca. Con nước lớn nước rộng, anh chống em chèo cùng qua. Em đây là con nhà quê, mà nhìn thèn thùng trông thấy xinh ghê. Em khoái em kết anh rồi, mong cho tình mình nên nghĩa phu thê. Em đã thời tôi lấy chồng, còn chân chờ gì mà cứ lông đông. Thương sao để trong lòng, còn ở đằng này em ngông em trông. Cây lúa đã đến mùa, thì chờ ngày lành anh rước em nghe. Thương anh qua anh à, sao đến tận giờ anh cứ im re. Nguyện một lòng em thương mỗi anh thôi. Đâu mong cuộc sống sang giàu, chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Đâu mong cuộc sống sang giàu, chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Trời ơi, bà dễ thương quá. Cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau rồi thương nhau? Dạ, cái lần đầu tiên mà tụi con gặp nhau á là con thì ở Đồng Tháp, mà cái chỗ mà tụi con bán hàng thì ở Vũng Tàu. Con đi ra đó con họp event. À. Thì cái anh này cũng ở đó, thì cái anh này cũng ở đó. Cái chị mà bán chung với con thì chị mằng mai con cho cái anh bạn của cái ông này. Ừ. Rồi xong là cái anh đó mới là dắt đi chơi, đi bar ngoài trời á. Cái là anh đó dắt anh này theo. Nhưng mà trong cái quá trình mà đi chơi là cái anh đó không có nói chuyện với con. Chỉ có cái anh này hỏi thôi. Nói chuyện hoài luôn, cái con suy nghĩ trời ơi, cái ông này tìm hiểu mình mà sao không nói chuyện với mình, mà toàn là cái anh bạn này nói chuyện với mình không vậy. Mà con là con nghĩ anh này bê đê nữa. Tại vì lần đầu tiên gặp á hả, trời ơi mặc áo màu mè dữ lắm luôn. Màu vàng mà bông cành hoa lá hẹ dữ lắm. Con không có ấn tượng gì hết. Tưởng chị đúng không? Dạ đúng rồi. Con làm sao? Sao tự nhiên người bạn người ta giới thiệu cho người kia mắc mớ gì mà con nhào vô con nói chuyện nhiều dữ vậy? Con đi theo, con đi dọ dùm cho bạn. Ừ. Cái gặp bạn cái con ngồi nói chuyện, hỏi dọ xem có đàng hoàng không. Ừ. Tại vì đang con dạng người Bắc, còn giờ con người miền Tây. Em kiểu anh giờ hỏi dùm bạn ảnh xem con ok hay không. Nhưng mà con nhìn bạn này con có ấn tượng như bạn không? Lúc đó là mặc đồ có kín đáo không, là rất là đồ sexy hay là đồ kín cũng, đáo cũng sexy ra cũng thấy xăm. Ra kêu chắc cũng dân chơi thôi. Ra cứ dò dò dùm cho bạn. Mà trong đầu có ý đồ gì không? Dạ không. Sao mắc mới gì về con, sau bữa đó bộ về con thương thầm hay sao mà giờ sao dính nhỏ này hay vậy? Bạn con kêu là cua không có được. Bọn con chơi thân với nhau, ngồi nói chuyện kêu là bé này khó quá. Cái con kêu nghĩ sao mà cua không được bạn, để mình. Cái con ngồi con nhắn tin, con gọi hoài luôn, con ít nhắn tin lắm. Con chỉ gọi thôi. Con gọi, con ngồi nói chuyện. Rồi ra hôm sinh nhật con là điện cho bé là bé xuống Vũng Tàu chơi với anh. Rồi sau đó gạ. Mà bà lúc đó đi sinh nhật con mặc đồ có sexy không? Dạ có sexy. Ra sinh nhật xong rồi con rủ bé đi chơi riêng, hai đứa đi dạo. Ngồi lâu lắm, ngồi tới 1-2 giờ sáng luôn. Sau là kêu là thôi hai đứa mình đi về nhà nghỉ đi.
bé lại kêu là thôi mình đi vô nhà nghỉ thì mỗi đứa mỗi phòng. Cái con không chịu, con kêu là thôi hai đứa mình chung một phòng đi, anh không làm gì đâu. Thôi hai đứa mình chung một phòng đi, anh không làm gì đâu. Thì anh không làm gì đâu. Anh thề anh không làm gì đâu. Anh có gì anh chỉ ôm thôi. Cái bé cũng không chịu, bé đi về một mặt luôn, bé kêu thôi anh làm gì làm rồi con đi bỏ về, em đi về. Sau đó về nhà cũng cay quá. Cũng cay quá. Ngày mai con lại tiếp tục có lại gặp. Rồi hôm đó là ngày hôm đó là bé về luôn, đi về Đồng Tháp là con chưa làm được cái gì hết. Tức luôn. Dạ. Mà quê quê là ở chỗ mà đứng lên bỏ về, bỏ lại mình ở bãi biển á. Dạ đúng không? Rồi. À, lúc đó là sợ lắm đúng không? Dạ. Lúc ông ngủ con sợ lắm không? Dạ con biết mà. Chứ sao ngủ em ngủ đi chạy là biết gì. Mà con thì không có ấn tượng tốt với anh này cho nên là con đi về luôn. Mà lúc đó con còn nghĩ ổng bê đê không? Dạ không. Anh là một mạch là đòi phải đi theo con, bây giờ đi khách sạn đi. À, anh vô anh kiểu nằm thôi, nó không làm gì hết mà con không có chuyện. Nào không, rồi sau đó sao ngủ vô coi đá banh nữa. Ừ, thì con về, ổng cũng tự về nhà, ổng bắt taxi về luôn. Sau đó sao nữa, sao mà dính được. Ổng cay quá, ổng rủ con đi chơi tiếp. Nhưng mà đi chơi một khoảng thời gian thôi là chiều đó con lại về Đồng Tháp. Cũng tiếp tục cay, là bắt xe từ Vũng Tàu về Đồng Tháp. Thấy chưa? Cái cơn là phải về Đồng Tháp. Có nghĩa là ghế quá đúng không? Phải bằng nước. Bình thường thì từ Vũng Tàu mà về con thì cũng phải 6 tiếng thôi. Nhưng mà cái đợt đó là bạn này về ngay 30 tháng 4 là ngày lễ, là về 12 tiếng luôn. Cây nữa. Cây hồi đó vậy là không đi xa. Không có đi xe khách luôn, lên mà cho ngồi tầng trên nữa mà hả? Bạn mua chuẩn bị một chai dầu bạn đổ lên đầu luôn. Còn sức nữa. Thế là say xe. Về tới hả, con lại gặn thấy hôi dầu không. Nhưng mà con thấy tội nó không? Nhưng mà cái đợt đó xuống dưới là có cua dính không? Dạ lúc đó chưa. Đi xuống rồi cuối cùng có rủ đi khách sạn nữa. Dạ. Anh nói anh định nổi luôn. Vẫn tiếp tục. Nhưng mà vẫn chưa được. Chỉ được rồi. Ở nhà chơi thôi. Vợ con ngủ một phòng. Là tới nhà, vợ. Dạ. Mà con được quyền ngủ ở nhà vợ, nhưng mà con ngủ phòng khác. Dạ. Không có em trai, bạn này ngủ với em trai của con. Dạ. Cây, cây quá cây. Chẳng thà ở mình ngủ khách sạn nữa, đỡ cây. Giờ ngủ nhà mà được ngủ với em trai nữa. Mon men. Nhưng mà đến khi nào thì mới chinh phục được bạn này? Khi con đi từ ở quê vợ con rồi con đi về, rồi bị dịch. Như khoảng 2021 đúng không? Dạ. Là bọn con phải yêu xa. À, nhưng mà trước khi về ổng có nắm tay có hôn má cái nào không? Dạ có hôn má, tại vì con đưa bạn này ra bến xe. Gia đình con người Bắc vậy có chịu cho con cưới gái miền Tây không? Dạ không, gia đình của vợ con cũng không cho. Rồi sao đến được với nhau? Mẹ Như ra không có chịu. Kêu là bây giờ mày cưới là từ luôn, Nhưng mà vợ con yêu con rồi xăm cái hình đứt mẹ ở ngay cánh tay. Rồi bố con cũng kêu con là không chịu, không cưới. Rồi sao nè? Sao thuyết phục được bố? Thì đang kêu là sự lựa chọn của con thì con đúng hay sai thì con cũng mãn nguyện. Bố chấp thuận cho con. Bố con cứ im thôi thì mai mốt là bọn con cứ tự biên tự vị diễn luôn. Vậy thì con làm gì để thuyết phục gia đình để mà... Dạ thì cái khoảng thời gian đó con cũng năn nỉ mẹ. Thì con nói là con cảm thấy là con rất là hợp với cái anh này. Con cũng yêu hương anh này thì bây giờ tụi con kết hôn thì sau này có gì thì con sẽ tự chịu. Thì mẹ con từ từ cũng ok mà cũng chịu. Anh này cũng về năn nỉ mẹ con miết à. Nghĩa là cuối cùng là cũng hóa giải được hết mà không? Cuối cùng là bây giờ hai đứa sau khi lấy nhau rồi Tàu ở luôn. Dạ. Chờ gia đình con chịu rồi. Dạ. Ừ. Hai đứa là có baby chưa? Dạ có. Mấy đứa? Con có một đứa con gái. Đứa con gái hả? Dạ không, con mới có một tuổi mấy thôi. Ừ. Dạ. Là giờ đang ở Vũng Tàu? Dạ đang ở Đồng Tháp với mẹ con. À ở với bà ngoại. Dạ đúng rồi. Còn hai chồng lên đây ở với bà nội. Dạ. Tại vì công việc của hai chồng con đi suốt thôi. Đúng rồi. Để cho mẹ chồng. Rồi cái lúc mà ổng cầu hôn con có lãng mạn không? Dạ không có cầu hôn. Dạ không có cầu hôn. Hey. Hồi đó ra là dịch
Đợt đó ra con làm ăn, hồi đó con làm bên tài chính. Mà dịch là con bị bể nợ. Vợ con thì cũng thương con, quý con, ra cũng phụ giúp cho con. Là lúc đó con có một cái suy nghĩ nó khác hẳn về vợ luôn đúng không? Dạ. Hồi lúc mới gặp ta tưởng ta dân chơi. Tính đi khách sạn rồi bậy bạ rồi xong hái qua bể nghị rồi thôi đó. Ai dè ha, xuống tới Đồng Tháp còn sơ muối được gì mà. Dạ. Ai dè khi mà mình khó khăn là con bé nó lại đúng rồi. Có đưa tay ra giúp đỡ mình nữa. Mà thấy con bé nó trưởng thành ghê gớm không? Dạ. Là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi con? Tụi con cưới nhau được 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Bây giờ qua luôn cái kia đi. Rồi đó. Hai đứa thấy dễ thương quá. Ừ. Không biết rồi có tật xấu gì không? Ông có cái tật xấu gì không con? Chồng con tánh rất là cọc. Đang chạy xe mà ai tạt đầu xe là huýnh lên là bắt đầu đòi quánh đòi đập người ta. Là con phải dằn phèn. Có đụng nhau trận nào ngoài đường không? Có một đợt đi lên Sài Gòn quay thì gọi là chỉ nhẹ nhẹ thôi. Anh nhỏ con mà anh xuống lắm. Cái mặt con rất là hiền luôn. Hiền lắm, không nghĩ đâu. Rồi tiếp tục. Nói nhiều. Nhưng mà cái gì nói nhiều hả? Là lời nhát của cô ở nhà nói rất là nhiều. Chị lại nghĩ là nó không có, nó ít nói đó mà. Lên đây nó khớp. Chị chất quốc vậy trời. Nó thấy hai miệng này nó khớp. Nhưng mà cái điều cô nhìn không có nói chuyện ban ngày đâu cô. Ban ngày thì con tập chung làm việc chứ. Tối 1-2 giờ con đang buồn ngủ lim dim. Em hớp dĩ nói chuyện, bắt đầu kể chuyện trên đời như thế là bắt con phải nghe, phải nói theo. Rồi còn gì nữa? Chồng con không có lãng mạn. Từ lúc quen tới lúc cưới luôn, ít khi nào tặng quà cho con, hầu như là chắc được có một lần một. Đó là dịp gì? Dạ, lúc đó con gần sinh rồi, nhưng mà lễ 20 tháng 10 hay sao á, lễ quốc tế phụ nữ gì đó. Tiền con có giữ không? Tiền con có giữ không? Dạ con giữ. Dạ con giữ. Con lướt TikTok rồi Facebook rồi là con thấy người ta được tặng quà là con dãy tử. Con nói là sao mà không có tặng quà rồi này kia. Là con ghen rồi này kia nọ lên. Xong là đi mua cho con được đôi dép 100 ngàn. Đi mua cho con được đôi dép 100 ngàn. Tặng cho con là từ đó tới giờ được đó đúng đôi dép. Con giữ hết tiền nó, tiền đâu nó mua cho con bây giờ. Cái tính giờ con bướng lắm. Cứ thích đòi quà vậy. Cứ tiền thì mình cầm. Tiền cầm mà vẫn đòi quà vậy đó. Thôi, cái này cũng biết xấu bên nào nữa. Cái này cũng biết xấu bên nào nữa. Rồi, tiếp tục. Dạ hết rồi. Chồng có 3 tật xấu. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ đừng có nói nhiều nữa. Là đừng có cọc tính nữa. Ví dụ như nóng tính thì chịu khó dằn xuống. Với lại mai mốt con sẽ cho tiền nhiều hơn tí để nhín ra mua quà cho con. Không, nó cho mua quà cũng phải có. Hiểu không? Mình để dành, mình biết trong tháng nó có một cái ngày đặc biệt thì mình để dành, mình mua món quà nhỏ thôi, đừng cần mua quà lớn. Thì quà 100 ngàn đó, người ta mua rồi. Thì quà 100 ngàn đó, người ta mua rồi. Em cũng chắc mót dữ lắm, tặng quà vợ đó. Rồi, tới con đó. Vợ con thì tính hay đặt đồ online, đặt nhiều lắm. Một ngày phải nhận chục lần có. Nó đặt cái gì mà khủng. Hồi lúc con mới về con ngại lắm. Con đặt đồ thì con ăn lấy. Mà giờ bố chồng con nhận giùm luôn. Nghĩa là shipper giao nhiều quá. Bố chồng ở ngoài trước nhận giùm đem vô cho con luôn. Quen luôn. Hỏi gì nữa? Hay quên hậu đậu. Cứ đồ thì hay dục lung tung. Mà cứ bắt sạch sẽ thôi. Là con phải dọn. Rồi còn gì nữa không? Có ghen tương đồ? Giờ con thì đi đâu cũng chửi hết. Con làm gì cũng chửi hết, vừa ý cũng chửi, không vừa ý cũng chửi. Con lại cọc vậy tính. Mà nó kêu chồng đừng nói nhiều. Vậy là bên đây con phải ước chồng, vợ con đừng chửi nhiều. Giờ con mong vợ con thay đổi điều gì? Ít chửi qua lại. Đó thấy chưa, bên đây bớt nói lại, bên đây bớt chửi lại. Chửi qua không có đường nói. Rồi thôi bây giờ nếu chú nói đó trên sân khấu này là sân khấu nói những lời yêu thương thôi. Chú muốn con thể hiện một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Nói đi đừng nhìn túi. Tôi không biết nói gì hết trơn. Em ơi, đó. Cảm ơn em đã cùng anh trải qua mấy cái khó khăn. Chịu đựng được những cái điều xấu của anh.
giúp anh sửa đổi được nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn em. Xin chào hai vợ chồng, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Xin chào chị Văn, xin chào anh Thận. Xin giới thiệu mình là Thiên Bảo, là ca sĩ và diễn viên tự do, 36 tuổi. Bảo ở quận mấy? Dạ, quận 8. Quận 8. Dạ. Chào Bảo. Dạ. Chào vợ Bảo. Em xin chào anh Thuận, xin chào chị Vân. Em là Nhật Lan, năm nay em 46 tuổi. Nghề nghiệp của em hôm nay là kinh doanh thực phẩm chức năng đó, bán trên online á chị. Thôi nói nghe nè, hai vợ chồng là cơ duyên nào mà gặp nhau vậy? Em đi tiệc sinh nhật thì thấy anh Bảo là hát, thì bạn em cũng giới thiệu đây là ca sĩ, thấy ảnh hiền hiền thì ảnh cũng làm quen với em, rồi xin số điện thoại kết bạn để nói chuyện. Thì lúc đầu thì xuống thì cũng bắt tay giao lưu, mình thấy hiền dễ thương. Về độ tuổi thì em chưa biết, sau khi mà nghe tuổi thì giờ biết tuổi rồi, giờ sao vợ em nói vậy đó. Em trả lời là vì kêu bằng chị chứ kêu bằng sao. Vì kêu bằng chị chứ kêu bằng sao. Khi về mình cách nói chuyện thì lại không có giống theo độ tuổi đó nữa. Mà độ tuổi bằng lại được độ tuổi mình thì thấy thấy hợp quá. Và đồng cảm với mình ở công việc của mình. Cũng như là mình thấy vợ em mà có những cái rất là nghị lực trong cuộc sống. Em bắt đầu em tán tỉnh. Tán tỉnh. Dạ. Em nhắn tin bá đạo luôn, nhắn tin từ sáng đến chiều đến tối luôn. Lúc đầu chỉ kêu vợ chơi chơi có bằng chị thôi, nhưng mà sau đó kêu bằng tên. Tên xong rồi từ từ cái nó thôi chuyển qua cái khác cho nó ngọt ngào một chút hơn là chứ. Lúc cái bảo nó có dạng không vậy em? Dạng chị mà ghê lắm chị ơi, lúc đó quen nhiều em lắm. Thời đó đâu phải tóc gì đâu chị, móc like rất là trẻ trung. Dạ. Em có sợ là ổng coi như là ông bướm với mình không? Cũng sợ chứ anh. Đẹp trai mà ngọt mà hiền lắm chị. Hỏi có quen ai không thì đâu có nói đâu. Nhưng mà em thấy ủa sao điện thoại gì mà cầm suốt ngày vậy? Bấm hoài. Dạ. Không bao lâu thì mấy em kia biết quen em, tự tìm tới em làm phiền em. Trời, lúc đó là em hơi bị điêu đứng luôn á. Nhắn tin điện thoại kêu em là bà Lan sao quen, rồi nói là giờ Thuyên sắp đám cưới dữ lắm chị. Sắp mua đất mua nhà với quê ở đâu đó. Cái đó đẹp lắm chị. Cái em nói thì giờ chị nói cho em nghe, nếu anh Bảo thương em thì hai người cứ đến với nhau, chứ chị đâu có biết đâu, với chị đâu có khả năng mua đất mua nhà cho anh Bảo đâu. Đó, em có hỏi không hay là em lẳng lặng xử lý thôi? Em lẳng lặng thử coi là có thuốc thật không. Thì bé kêu quậy quá, đòi đăng hình, đòi tự dặn thì mấy thuốc thật với em là rung rồi, sánh mặt luôn. Là lúc đó là hai đứa là quen coi như là mặn nồng rồi đúng không? Dạ. Đó, quay trở lại chút xíu đi, tua lại từ cái lúc mà uống cà phê và biết tên, biết tuổi thật luôn đó, thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Khoảng 3 tháng mấy, 4 tháng à. Tấn công dồn dập, nhưng mà cái kỷ niệm vui á là ngày hôm đó lên cái trời mưa thầm thả, cái em nói thôi giờ mình đi ăn. Mà món đó là hai đứa ấn tượng với nhau là kiều nữ chân dài. Kiều nữ chân dài Lâm Trung Sơn. Nhái. Thì dẫn đi ăn xong rồi thôi giờ mình thương nhau rồi, mình giờ thôi mình đến với nhau luôn đi. Thì vợ em mới nói suy nghĩ kỹ chưa? Chứ chị em đó. Chứ chị em đó. Em nói thôi suy nghĩ kỹ rồi, còn chuyện bao nhiêu gái gú làm sao thì không màng tới nữa. Em có mặc cảm gì không khi mà ảnh tỏ tình với em á? Em sợ là gãy đổ, những cái nó không tốt đẹp nó đến là khi mà mình yêu sâu đậm quá rồi nó sẽ khổ là mình. Nói chung là cũng phong ba chị, gãy không mấy lần mấy đi đến tới bây giờ đó chị. Cũng nhiều sóng gió lắm. Và thứ dài quan trọng là sóng gió của gia đình. Thì trong thời điểm hai người quen nhau để chính thức đến với nhau luôn á, để về một mái ấm gia đình, bên vợ thì nói là con đừng có lấy thằng Bảo, tại vì thằng Bảo thứ nhất còn trẻ, thứ hai đó là nó làm nghề này nó sẽ có thể bay nhảy các kiểu, con lớn tuổi hơn rồi, con có bị tở chân thì khó mà ai sẽ thương con thật lòng. Bên em á thì nói với em là
vợ của con á, lớn tuổi hơn rồi bị vậy nữa, rồi sao mà nuôi con cho nổi, nuôi ra con đúng không cho nổi. Không quán xuyến được gia đình thì em nói thời gian sẽ là câu minh chứng. Nên là em làm mọi thứ hết để tạo được một cái lòng tin cho giữa đôi bên. Và đến khi mà em có em bé Winnie thì đó chính là câu trả lời cho hai bên gia đình. Và tại sao mà em thương vợ em? Vợ em có một cái là rất là nghị lực. Cái quan trọng nhất đó là không bao giờ biết ghen và rất là tin tưởng lẫn nhau. Ở vậy là hai người tôn trọng với nhau và rất là thương nhau. Nhưng mà chị hỏi em là mấy cái phong ba bảo táp là vậy là nó từ đâu? Cái đầu tiên là do anh Bảo rất có hiếu với mẹ. Đi hát đi về là tiền bạc là đưa cho mẹ hết. Quen em nào là cũng phải thông qua mẹ. Lúc đó em rất khổ tâm. Con trai mà cái gì cũng phải trình với mẹ. Em có nói, em nói là có hiếu là phải có hiếu rồi, nhưng mà không phải cái gì cũng phải nói với mẹ. Mà lúc đó em, ảnh nói là ảnh sẽ sửa được, nhưng mà em không tin. Nhưng mà em không ngờ là ảnh sửa được. Là một cái vấn đề. Rồi cái vấn đề thứ hai, cái gì ảnh cũng tự làm kiếm tiền, tự lo. Rồi mẹ thì đòi hỏi này kia, ảnh cũng đáp ứng tất cả. Mà âm thầm chịu đựng. Thì em thấy cái đó em thương. Có khi mà bất cứ mọi giá, ảnh có thể ăn cơm với nước mắm, nhưng ảnh phải lo cho mẹ ảnh là theo ý của mẹ ảnh được chu toàn. Không để cho mẹ buồn. Còn mẹ ảnh thì cứ nghĩ thằng con trai mình nó nhiều tiền lắm. Đòi hỏi đủ thứ hết. Nhưng mà không biết được cái khổ tâm của thằng trai. Vấn đề mẹ ảnh và gái ảnh là quậy em nhiều nhất luôn. Thì bên em có những cái trở ngại gì không? Bên em thì chỉ có mẹ em là sợ em khổ. Mẹ em chỉ góp ý thôi, không có áp lực với em. Thấy đẹp trai, thấy nhỏ hơn, sợ con khổ. Với em đã có một đời rồi, sợ khổ thêm đời thứ hai nữa. Thì chỉ góp ý thôi, rồi sau đó là do em quyết định. Với người trước là có con không? Cũng đã có. Lúc mà gặp Bảo thì em là mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Đó. Thì chính vì chỗ đó mà em thấy cái sự nghị lực riêng của vợ em tự động. Như vậy là cái nghị lực ở đó, Bảo mà chia sẻ bà, thì là thứ nhất. Bạn này là bạn ấy thấy cái người vợ là như vậy thì bạn mới khâm phục. Đúng rồi. Từ cái lòng khâm phục rồi sau đó chuyển qua thương. Chính vì đó em rồi thương bắt đầu yêu vậy đó. Thứ lại là em thứ nhất là bị tật cái chân. Thứ hai nữa hoàn cảnh là gãy đổ rồi. Mà mẹ đứng hơn lại nuôi con nữa. Thì bên cạnh những cái chuyện buồn thì có thì cũng có những cái chuyện mà vui, mà những cái chuyện để ấn tượng để cho hai người thấy không thể nào quên nhau là kỷ niệm của vợ chồng em mỗi năm. Sao sao? Ngay ngày sinh nhật em không có báo, em nói là hôm nay mình gặp nhau tại nhà. Thì sinh gặp nhật nhau, của ai? Sinh nhật của vợ em. Gặp nhau tại nhà xong thì em làm món đồ ăn và tặng cái bánh kem lớn anh chị Văn. Bánh kem lớn anh chị Văn. Bánh kem gì nè, lớn dữ luôn, lớn dữ luôn. Thì khi đó em biết là thế nào chắc cũng sẽ nói mình, chắc cũng chửi mình là chắc này keo kiệt lắm hay sao. Nghĩ sao dẫn tới cho ăn đãi bánh sinh nhật bánh kem như đây. Nhưng mà bên trong bánh kem đó là sợi dây chuyền định mệnh. Đó đang đeo lấp la lấp lánh kìa. Dù đã 8 năm. Mà chị biết không, từ Sài Gòn mà em bán xong chiều 5 giờ em phải đi xe Phương Trang về Vĩnh Long. Mà em nhìn một cái bánh kem á, em muốn chọi vô cái mặt á. Cái bánh kem nó múc 3 muỗng hết rồi chị. Có 25.000 nữa giờ. Em quá ấm ức, em ráng kìm lại. Tại vì ở Vĩnh Long không phải khu vực của mình. Em đè xuống, trong bụng nó nói rồi, xong ngày hôm nay, ngày mai bạn sẽ thấy mình như thế nào. Đó. Cái bạn ấy dở bánh kem lên ăn đi. Em nói không, no rồi, không ăn. Rồi em nói thì cứ dở bánh kem lên đi. Em cũng ráng ráng xuống đó, em dở bánh lên thì em thấy sợi dây chuyền. Xúc động chị, mình thấy có lỗi rồi. Nhưng mà em không có nói ra. Cái hỏi thích không, em nói dạ thích. Mắt mình cũng hơi ướt ướt. Xúc động mình, chứ mình thấy là mình quá sai đi, mình đánh giá gì người ta sướng quá. Lúc đó sao? Em thấy cảm động. Bây giờ chị hỏi nè, chị hỏi cái này hơi gọi là hơi riêng tư xíu nè. Cái lần đầu tiên của tụi em á là đứa nào chủ động? Ảnh chị. Em chủ động. Em mà sao mà mạnh mẽ quá vậy? Mạnh mẽ chứ không phải vậy. Là cái đêm đó luôn không? Dạ. Bây giờ hỏi chị này, về với Vĩnh Long rồi tối sao về được?
Tối thì sao về Sài Gòn lại? Đó đúng rồi. Đúng không? Dạ. Mà chân yếu tay mềm nữa. Đó. Tụi em dài chốt hạ luôn vậy đó. Mà gặp cái sợi dây chuyền là muốn rụng nụ rồi. Em nói rụng nụ liền. Mai mốt phải cẩn thận mấy thằng em nha. Dạ. Đầu óc nó dễ sợ quá. Đó. Đúng không? Tính toán hết trơn trời rồi. Ừ. Rồi dạ. Là sau đêm đó coi như là đêm định mệnh là định mà có con luôn đúng không? Dạ chưa. Chưa anh. Chưa. À, tới năm 2021 thì mới bắt đầu sinh con. Có nghĩa là cả hai quyết định có con. Dạ. Không anh, em đã có con rồi cho nên là em rất sợ. Tại em từng nuôi con một mình. Ảnh nói á, là ảnh đi khám bác sĩ, ảnh bị bệnh vô sinh. Chỉ có sinh được một đứa thôi. Hồi nào giờ em đẩy đi bác sĩ mà em biết. Rồi cái sao? Ảnh năn nỉ, anh nói là anh khóc. Anh nói là để cho anh đứa con đi. Đây nè bác sĩ nói anh bị cái bệnh này chỉ đẻ được một đứa thôi mà anh không biết anh sống ngày nào nữa. Em diễn bi mà, thì mình cũng làm nghề mà. Một cái vai diễn trong nội dung một bộ phim nào đó đó. Năn nỉ mấy năm trời, thì 2016 đến 2021 mới đẻ thì coi như cả hết 5 năm. Mà thấy cực quá ha. Dạ, trời ơi, thỉnh từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long, xong rồi em mất sợi dây chuyền, rồi còn bị nghĩ là trùm sò cho cái bánh kem nhỏ đúng không? Yeah. Rồi xong rồi giải tỏa xong rồi còn phải năn nỉ khóc lóc dụ đem cả một cái căn bệnh ra rồi mới được rớ tới. Cái cảm giác của em lúc mà em cấn thai cái đứa thứ nhì đó, cảm giác em sao? Nói chung là hạnh phúc nè. Hành thì cũng có nhưng mà ảnh chăm em chứ không phải như bé đầu tiên mà một thân một mình vậy. Cái lúc mà vợ báo có bầu thì sao? Vui lắm chị. Có cắm tay lên luôn hả chứ dễ gì ha. Dạ. Bây giờ về ở với nhau rồi. Dạ. Thấy bảo nó hiền quá. Chắc đâu có tật xấu gì đúng không? Có anh. Đó. Em nói coi. Sao? Rất bê bối. Ví dụ cụ thể. Ví dụ là đồ mình không tự dẹp, vợ dẹp để ngăn nắp rồi, khi đi diễn đi gì tung ra là cũng tùm lum, nói rất nhiều lần, nói hoài không được, vợ bỏ vô đồ quăng luôn cho sắm đồ mới. Thêm một cái nữa em rất bực là thương vợ nhiều hơn thương con. Với em á thì em muốn thương con nhiều hơn là tại vì em sợ, em không biết trước được nếu mà đi đến tới già không nói gì lỡ gãy đổ á, ảnh gặp con khác ảnh mê con khác ảnh bỏ con em. Tật xấu bên này nhưng mà lòi tật xấu bên này lo xa quá. Cũng quan trọng là ổng bây giờ ổng đang rất là thương vợ. Dạ. Mới chị nói ổng xấu. Về á tàn chơi với con tí xíu là con vô ngủ là nói chuyện với vợ nó hoài. Em thương vợ là tại vì thứ nhất là mình đồng cảm nè, tự nhiên vợ mình sinh cho mình đứa con vậy mình thương, tuy rằng thương con thương để trong lòng nhưng mà thương vợ thì em phải lo chu toàn hết mọi thứ. Buổi sáng dậy trước khi em đi quay hay là gì đó, dù 3 giờ 5 giờ sáng mình mới nó vô đi xếp vô quay thì 4 giờ hoặc 3 rưỡi em phải dậy em lo hết chu toàn chuyện nhà xong hết để cho vợ em sáng dậy không cần làm gì hết, chỉ cần chơi con xong rồi em hãy đi làm sáng. Phải làm đi cà phê cho vợ, phải dọn dẹp chỗ cho con mình chơi, phải tưới cây nhưng mà tưới cây hơi bị lố, cái tưới cây cây chết bị chửi tiếp. Anh chỉ không em ghi là cây này cấm thiên bảo tưới vào cây chết mà ổng vẫn tưới. Dạ anh vẫn tưới. Không phải như vậy đó, như vậy mới là tật xấu đó. Ví dụ đi quay có bữa anh về tới nhà khoảng 2 giờ mà 4 giờ phải đi nữa thì về thời gian dưới vừa chợp mắt thì xuống cái tranh thủ mình làm tiếp nữa. Quờ tưới đại đại giờ đất là... vô cây nó văng ra tiếp tục bị chửi nữa đó. Giờ em mong chồng em thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong chồng em thay đổi là thương con nhiều hơn với kỹ lưỡng tí xíu để em đỡ mệt. Vậy giờ khui giùm tật xấu nè. Vợ em thì tất cả mọi thứ đều chu toàn từ trong ra ngoài trong chuyện nhà. Đôi lúc là em không làm thì vẫn vợ em vẫn làm. Nhưng mà vợ em chỉ có cái tật xấu thôi là bản tính hơi nóng và la ống lên rồi xong. Nhưng mà sau đó thì dịu lại xuống. Bà la dữ lắm mà. Dạ la nhiều. Tại vì cái lúc đồ đạc em nó thôi đứt ra. Thôi giờ hai cha con này đi đi. Cô ngã đi đi. Đuổi cả mấy cha con đuổi đi. Chồng đuổi mấy cha con đuổi đi đi. Vậy em mong mỏi vợ em thay đổi điều gì nè. Bớt khẩu nghiệp. Em đừng mới vừa nói luôn á. Giờ chị Bảo nó ca sĩ. Em muốn kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Em muốn Bảo hát mà một cái bài hát. Hát mà bả ngồi ở dưới bả chịu không nổi đó. Đó.
Tới đám cưới thì em cũng hát bài Đừng Ghen nữa, bà xã ơi, dành tặng cho vợ chồng tôi đang mới yêu nhau. Đó. Bà xã ơi xin đừng ghen, đừng trái móc anh đây làm chi, khi tìm anh luôn yêu em yêu thật là nhiều. Đừng nghe thế gian người ta nói, rồi em trách anh hay gian dối, đừng giận hờn chi làm mất đi tình nghe người ơi. Bà xã ơi anh cần em, và mãi mãi anh chỉ cần em, luôn yêu anh, luôn bên anh trong cuộc đời này. Dù cho thế gian nhiều thay đổi thì anh vẫn yêu mình em thôi, bởi trong lòng anh không ai bằng được bà xã anh đâu. Bởi trong lòng anh không ai bằng được bà xã anh đâu. Hay quá, đúng rồi. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta, mà phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được đó. Không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin chào chị Hồng Vân, chào Quýnh Ngọc Tiên, chào quý vị cô chú anh chị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Đức Hiền, năm nay 45 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên điện lực, công tác tại trạm biến điện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, và cái nghề phụ là YouTuber ở kênh YouTube Đức Hiền Cần Thơ và kênh YouTube Thiện Nguyện. Đây là bà xã em. Thì em là Nguyễn Thị Kim Tơ, năm nay em 44 tuổi. Em nghề nghiệp là nội trợ. Thì mấy năm nay thì thêm một nghề phụ nữa là làm caramel phụ trong xã. Quay đăng YouTube á. Vậy đó. Dạ, đi quay thiện nguyện. Dạ. Hay quá. Dạ. Cái kênh đó mình tự gầy dựng luôn hả anh? Đúng rồi. Là không ai qua ai bảo trợ anh hết, anh tự làm trực tiếp. Không, hiện nay thì đang được MCV Network quản lý. Kể cả bên fanpage bên YouTube luôn. Vậy là tốt quá. Dạ. Là cái lượng subscribe của mình là bây giờ bao nhiêu rồi? Dạ chị, hôm nay thì kênh của em được 42.000 sub. Trời ơi. Dạ. Cái nội dung của mình truyền tải trên kênh là thường thường là cái gì? Cái nội dung kênh Đức Hiền Thơ là chia sẻ yêu thương, em cất nhà tình thương với lại thăm những hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ. Nói chung là thiên về thiện nguyện á. Thiện nguyện. Thì em cất cũng 28 ngôi nhà rồi chị. Rồi hai vợ chồng là từ dưới Cần Thơ lên đây. Dạ đúng. À vậy hả? Tụi em lên lúc nào vậy? Dạ em đi lúc 4 giờ sáng rồi lên, cũng tới đây khoảng hơn 9 giờ chút. Dạ. Vậy đó hả? Lên đây cũng sớm. Xong chút xíu nữa là quay xong là mình đi về luôn. Dạ. Không, em tính lâu lâu cho bà xã rửa phèn cái đi ra Vũng Tàu chơi. Rửa phèn. Trời ơi, dắt bà xã đi chơi. Dạ. Ủa anh chị là kết hôn với nhau được bao lâu rồi anh chị hả? À, năm nay là 13 năm. 13 năm dạ, rồi. Dạ 13 năm. Đúng rồi, tết năm 2009. 2009. Rồi mình được bao nhiêu bé rồi anh chị? Dạ, được một bé, bé năm nay 12 tuổi. Dạ. Dạ. Kết này. Hôn lâu vậy rồi bây giờ liệu có nhớ được một chút xíu gì cái lần đầu tiên mình gặp nhau không? Tại vì là cái lúc đầu á, giờ chị Vân biết sao là nó ấn tượng không? Tại vì ảnh xấu dữ lắm, em không có chịu. Em không bao giờ chịu, xấu trai dữ lắm. Mà ngày thêm ra vậy luôn hả chị? Xấu lắm, bây giờ là đỡ đỡ cũng như làm thể như làm thiện nguyện lâu ngày tâm sinh tướng hay sao chị? Em thấy rõ rệt luôn là tâm sinh tướng, chứ lúc trước là ảnh bây giờ là ảnh như mừ đi. Lúc trước anh chỉ có 4 năm thôi hả? Trời ơi xấu dữ vậy luôn. Xấu dữ lắm. Trời ơi, trong mắt bả mà em xấu dữ. Xấu dữ lắm, em nói chị đen xì à. Lúc đầu á là em á thì nhà em thì kinh doanh buôn bán, tối ngày thì em bán xong rồi em ở nhà với mẹ em không à, em không có đi đâu hết trơn á. Rồi cái em đâu có để ý tới ai ngoài đường, nhưng mà mấy người thanh niên thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Hồi xưa á mấy bà xưa nói mày có chồng mày lựa nghe, chứ để mà không phải mày khổ. Mà mình cũng lựa lắm, mình không có để ý, mình để đi tùy duyên đi. Thì ông anh của em á là ảnh hay đi đá banh, anh mà anh bà con chứ không phải là anh ruột. Thì đá thì anh này không biết anh có ý đồ hay là sao thì em không biết. Ảnh cũng xuống cái sân banh ngay chân cái nhà của em, là nó có sân banh trước cổng lộ á, thì em đi chợ đi về đó. Em đâu có để ý, em đâu có biết đâu, mà ảnh thì để ý mình không biết. Đó. Cái nhờ ông anh ổng xin số điện thoại. Em không cho, em nói trời phiền phức lắm. Em nhìn ông nói trời ơi ông nội này ông xấu dữ gì trời. Mình biết không có cho số điện thoại, mình gặp ông xấu dữ lắm, em không có chịu nha, anh đừng có cho số điện thoại nha. Mà ông biết ông mò ở đâu ra mà ông tìm được số điện thoại của mình. Cái ông mới điện. Ông điện cái gì thì mình biết ông là tên Hiền rồi, thì ông nói ông tên Hiền thì mình biết ông tên Hiền rồi, mình cũng biết ông rồi. Thôi anh ơi, em không có chịu quen. Mình cũng tìm cách để từ chối được kia mà ông cứ điện thoại hoài mà mình không có quen. Đó.
thì em thấy cái mặt ổng rồi là em không bao giờ quen. Ông xấu dữ lắm, em nói thẳng là ông xấu dữ lắm luôn, có quen em sao sao mà em gặp cô này lúc nào. Em cũng chia sẻ cho chị Vân với cô chú khán giả được biết nha. Thì cái năm 2008 á, lúc đó là em 29 tuổi đó, thì thấy cái mình làm công tác ở trạm bưu điện đó, thì cái trạm bưu điện nó thường thường ngay ngoài lộ. Chiều thì mình ở trong cơ quan trong trạm luôn. Đó, thấy bảo cái chiều có người đi chạy ngang mà thấy đẹp gái lắm. Đi xe đạp hay là không, chị Honda, nó đi Honda. Tại chiều là cái chị này đi lấy tiền thịt á, đi bán thịt heo mà. Cái chiều chạy qua thấy đẹp, cái mình hỏi được lần lần, nhà nó dưới Bông Giang đó, rồi đến coi bả chạy qua chạy lại đó, rồi xin số thì các ông anh cuối cùng không cho. Thì lúc đầu cũng nhắn tin điện thoại rồi đó, rồi cũng làm quen xong rồi rủ đi chơi, nào không chịu đi. Rồi sau này không biết làm sao rồi mình cũng nhắn tin gì đó, rồi cái thời điểm đi học trên phố là năm 2000 cuối 2008 đầu 2009. Rồi Tết á em về đó em mua bông tặng đó, rồi đầu tự nhiên cổ cảm động của bông mà tặng, bông mà tặng bông dữ lắm chị, tặng bông mà bông gì, bông mà bông bông gì tiên tiên mà cái xíu, bông xíu. Mà Tết á vậy là người ta bán chân Tết hồng tiểu muội, hồng tiểu muội vậy đó. Đúng không, em tại em đi học về, thời điểm đi học về đúng là gần Tết mới đi học về. Anh nhưng mà anh đeo đuổi chị, anh biết là chị không thích anh không? Biết, cứ nhắn tin nhiều khi mà không muốn trả lời nữa. Sao lì vậy? Mà lì hoài, mình nói ta nói là nhất cự ly gì tốc độ gì. Anh lì lắm, đó. Anh điện thoại một cái em nói chị là thôi đi hoài. Nó hoài mà em nói đừng có nói nữa, gì đủ rồi, không em không có chịu. Nhưng mà lúc đó hiền không? Là hiền lành không hay là... Cái nét thì rất là hiền, nhưng mà quậy lắm, quậy lắm. Nhiều gái theo không? Em nói chị gái thì em không có để ý, em không biết. Nhưng mà tật xấu rất là nhiều. Ủa, ảnh nói chung là để phần 2 kể tật xấu. Dạ, giờ cái lần đầu tiên ảnh mới hẹn đi chơi là em không có cho gia đình biết. Là nó nạo ngay đi chơi đó, là ảnh hẹn đi ca nhạc hay ca nhạc không? Ở nhà văn hóa Thốt Nốt á. Là coi ca nhạc. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình thử mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được, thì quen được thì thôi. Xong cái đi coi ca nhạc mà trong đó nó tối, nhưng mà dẫn nhỏ cháu theo nữa. Dẫn nhỏ cháu nữa, đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó, nhỏ cháu gái á. Thì vô trong coi phim nó nạo ngay nha, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Ảnh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm rồi chưa, má nó nắm tay đừng có cho gần gũi chân nha. Mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài, một hồi nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong đi, xong cái lần đó đi cái mình cũng để cho qua đi. Em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Bị xã hội coi thường. Cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu. Tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nha. Nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó... có sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn thôi chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà anh chơi, vô nhà anh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình yêu ảnh nhiều hơn, đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà lỗi mà mình đắp bằng đất với gom á, chị Dân nhớ không? Đất với gom mình đắp vô, mình đắp lên cái miếng cây tre á, đặng mình dựng lên ở á. Nó rất là nghèo luôn á chị, nhưng mà 6 anh em lận. Vậy là dạ. Lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, nó mình thấy vừa thương ảnh mà tội cho ảnh, chưa có vô tình yêu nữa. Dạ. Như cái tình là thương mình muốn thương bảo bọc ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng, em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà, phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thế như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Đó thì nhà em sao? Nhà em là giàu không hay là... Nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh, cũng dương nhà đó. Nói chung cũng khá giả. Dương đất cũng nhiều. Cũng khá giả. Dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm. Dạ. Chị. Nhà em thì dạ. Con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó. Nói chung là tự lập, tự cái gì cũng tự hết, rất là giỏi nha. Rồi lúc mà
em trốn trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh. Dạ. Rồi tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ thì cũng phản đối dữ lắm. Nhưng mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là, cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó. Thì con lựa chọn, con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình. Dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng đó. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn. Nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm. Tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa em hứa được nhưng mà hứa không, nhưng mà không bao giờ làm được. Hứa hoài năm chìm bảy nổi, em nói chị là bị hoài luôn. Là cứ chơi xong rồi trả nợ, đúng rồi, rồi. Thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì dứt hẳn chưa? Dứt hẳn. Năm 2018, 2019, 19 hai chồng em phải đi ra tòa. Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa, em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ là trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ nần em dàn xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi, cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có mạnh quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái thì em thấy em vui đó. Chị nói em á, đổi cái đam mê này thành cái đam mê. Đúng, yeah. Nó như là thì có một cái sự sắp đặt trùng hợp với chị. Cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ. Để anh biết cái khổ, ảnh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống. Mình làm như thế nào để tôi sống là tốt. Trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về, đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á là chị ở chung nhà bên ba mẹ, bên anh em bên đó là anh sao? Ở bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Nghĩa là ở trong trong vợ, nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con? Năm sau. Đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn... Dạ, em vẫn hứa nhưng mà em không có rớt hết. Dạ. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền xã hội đen, vay cả tiền trên app luôn. Tiền nóng trên app điện thoại, tôi biết là giống cái mà Facebook này nọ. Cũng dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này rồi đắp đầu kia rồi lúc em. Rồi em có nhớ, hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước. Em đoán thì nó chiếm thằng tỷ luôn á chị chứ. Vợ em trả chồng. Đứng ra trả rồi. Ủa, những cái số tỷ không là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả đây nhưng mà cuối cùng mình cứ trả rồi thì ảnh cứ ấy, cũng như là xe nhà thì ảnh mượn chạy. Đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó thì em phải tìm tòi để em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi, mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng, hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á. Thì mình cho ảnh mượn trả đi, rồi mình ngưng chơi mình trả cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi đó. Thật sự không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đá banh cá 100-200 thôi. Sau này cái mình đá lên nhiều, cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà đặng mà chợ chung tiền đá banh mà đi đá gà trong trường gà có tài xỉu rồi trời xỉu từ sáng đi thua rồi chiều về quýnh số. Nó cứ dây mình hoài, cứ lẫn không có dòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Em kinh doanh buôn bán đó. Bà chị xã em là bán thịt heo em đó lúc trước là em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm cái đó. Em vẫn làm để mà nuôi con, làm chung với nhà mình luôn. Em tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn, tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bươn chải. Mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube á để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó? Và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị vướng vô á? Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở. Thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi, giờ không còn gì rất sợ cái gì này mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại, anh Tiên ơi, giờ
tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Rồi tôi còn trả nhiều người lắm. Chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Ừ. Chị A, chị B, chị C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Ừ. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Ừ. Trả hết. Thì... Mà lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11, 12 triệu. 11, 12 lương... triệu. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm 1 năm trời em trả cũng muốn hết nợ. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã. Tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô mà không để bí danh gì hết, mà chỉ để là giúp đỡ cho cô Hậu bán vé số thôi. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó, mình mừng. Mình thấy là mình làm được cái điều tốt, đúng, đúng không? Rồi, mình cảm thấy như mình cảm quá bản thân mình. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn. Chị hiểu cảm xúc của em rồi. Tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á, là bạn cảm giác là bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả, đúng, kể cả vợ con mình. Chính xác vậy. Đúng không? Rồi sau khi á, mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta, nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Cái tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó, không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Mà cái cảm giác mà em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác á, thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á, là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, từ những mọi người gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình, thì Hiền làm được cái điều đó là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim, và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn Hiền. Xoay 180 độ luôn. Em nói chị Vân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu em số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng lại một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập, họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim, thì là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình, nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này, thì rõ ràng là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền như là xoay chuyển hồ 380 độ luôn. Ở đúng sớm thì bây giờ ai cũng nói vậy. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, đúng, cái vạch đích không tuyệt vời. Nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được người vợ quá bao dung. Thực sự là
Nãy giờ em nghe kể là em không hình dung một người như anh nha, vừa xấu, xấu, vừa nghèo, nghèo. Đen. Vừa ăn chơi, đen. Ăn chơi, cờ bạc, đen đúa, xấu là xấu đó vậy. À, nói chung là xấu. Nhưng mà một chị... tiểu thư có thể gọi chị đó. Là tiểu thư ở dưới đó rất đi. Là đẹp. Chị vẫn chấp nhận, chị đúng bỏ sao? Hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận. Đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này, thật là anh may mắn lắm luôn. Đó. Đúng, chính xác. Thật sự là Đức Hiền cảm thấy rất rất là may mắn khi mà được có một người vợ như thế này. Bây giờ thì ổn rồi, bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn. Đó thì thôi, sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp một cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ, ảnh thì cái lúc trước khi quen á thì em nói chị đàn ông thì ga lăng đúng không, anh nói chuyện ngọt, còn ảnh nói chung là em cũng biết sao mà em thương ảnh nữa, cọc lóc hả chị, cọc cằn nè, không ga lăng nè, nói chung là chị cứ giận đúng không, chị giận chị ngồi chị ngẫm đi, chị ngẫm buổi trời chị nào chị vui, tự chị vui kệ chị, rồi hồi hỏi mình chứ hết chưa. Hết chưa, gọi giờ vui lại chưa, vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi, không có vút ve chiều chuộng. Không vút ve, không năn nỉ. Mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài, 12 tuổi trong, là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi, 13 năm đi. Năm quen nữa là 14 năm đi. Mình tính tính từ thời điểm là 13 năm đi. Chưa có gì gọi là nói ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh? Khô gán, khô khóc luôn. Có tặng quà, tặng không đâu. Không gì cho vợ. Không, không. Không có cái gì hết trơn, em không nói chị từ gì? Lời ăn tiếng nói, từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha, không có gì luôn. Mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm á chị mới được em á. Bởi vì nãy em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè, cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp, nói chung là bao dung tất cả, em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa mình... có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó, tại vì ảnh không có tiền, ảnh phải mượn đi học về tặng hoa gì hoa xứ muội gì là mà không, cái ngày 20 không tiểu muội 27-28 Tết đó chị, 27-28 Tết mới tặng em hai chậu là đó, hồng tiểu muội đó. Dạ, hồng tiểu muội mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Rồi thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500.000. Là ảnh phải gấu đi mượn tiền người ta, có nghĩa là gấu bông á là có thể phải được thời điểm đó là cô này chịu đi chơi với mình rồi, là đi lên Long Xuyên đó. Thì nhà thốc nốt lên xuyên cách nhau có mười mấy cây số à. Đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông. Nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc. Lớn. Mà là gấu mắc bự lắm. Con gấu bự. Bông bự lắm, gấu bự lắm luôn chị. Còn giữ không? Em không có giữ, em tại vì em dọn nhà hoài đó, em bỏ mất tiêu luôn rồi. Không giận là phải. Nó bự quá, với lại lúc đó nó chết quá trời, với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng gì của ổng đâu. Rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không? Bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không? Ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà. Em nói với chị công việc nhà, công việc lấm chân á, mà có dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chân á. Mà đá banh alo, Hiền ơi, địa điểm đó 1 phút 30 giây, tôi tới liền. Đó. Bây giờ vẫn vậy hả chị? Bây giờ cũng vẫn vậy, quan trọng cái đá banh thôi. Tiền biết rồi anh em mình, không có đánh ngướng hái chân toàn. Rồi em. Rồi thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều gì. Ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị. Là nói chung là làm gì làm, nhưng về vợ, về gia đình thì cũng phụ tiếp vợ. Cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại. Một cái nữa là cái tánh rất là nóng. Cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha, nhưng mà cái tánh rất là nóng. Thay đổi tới ba cái luôn. Ba tánh luôn. Ba tánh luôn đúng không? Dạ, ba luôn, ba tật xấu đó đó. Rất là nóng luôn. Sao bây giờ thiệt á? Bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền? Vợ ông nợ ông cả nửa cuộc đời rồi đó. Bây giờ ông trả được không mà có ba chuyện thôi. Phụ giúp công chuyện nhà, bớt cọc cằn, nóng tánh, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ăn nói lãng mạn chút xíu, cũng như là không bà xã thì là vợ ơi hay là em ơi, ví dụ vậy được không? Dạ cái đó thì thay đổi được, nhưng mà đối với đặc thù công việc của em, chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong, ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay, mà quay về nhà đi 60-70 cây số, 50 cây số từ nhà tôi, nhà của em đi tới Hậu Giang đó, là nó cũng gần 60 cây số, chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim. Lúc đó là làm phim này, vợ thì về túm đầu vô nấu cơm, rồi làm phim xong rồi ăn cơm rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu, rồi không có thời gian để mà tiếp vợ. Ngày sau rồi đi lại đi làm nữa rồi. Em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi. Tại vì hiện giờ thì cái lượt xem nó rất là ít, nó không đủ để mà cái chi phí cho em mà lo gia đình.
nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em đi làm đó. Đi làm. Còn công việc mà YouTube thiện nguyện này nó chỉ đủ tiền xăng thôi. Quan trọng là em giúp cho bà con là em cảm thấy vui, vợ cũng vui rồi. Có nghĩa là em cũng sẽ giúp việc nhà cho vợ em. Không nếu giúp như được. Em có thời gian không? Dạ. Đây là đang hứa nè. Dạ. Em sẽ giúp cho vợ nếu như em có thời gian. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là em không muốn, tại vì em không có thời gian làm chuyện đó. Nếu vậy giờ tạm thời cho Thiếu cái đó. Nhưng không cọc cằn, đúng không? Bớt cọc cằn, bớt nóng tính, với lại là nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, có làm được hai cái đó không? Cái nhỏ nhẹ thì nó có thể là được. Được, đúng không? Hứa được. Nghe. Được. Nhưng mà cái nóng tính của em thì nó ăn sâu từ lúc nhỏ vậy. Không, cái nó thay đổi được. Em thề với anh luôn, bản thân em là một thằng cực kỳ nóng tính. Ngày xưa nha, hở đụng cái quýnh lộn, đụng cái quýnh lộn. Dưới quê em coi như từng lại là quýnh lộn hết 5 ngày rồi đó, bèo bèo không ngày. Em thề với lòng luôn á. Nhưng mà bẵng đi, tự nhiên mình trải qua những cái chuyện đó là như vậy, cái mình tự nhìn nhận lại là à, mình không được vậy, mình phải thay đổi mọi thứ. Chính xác. Kể cả Mạnh Thường Quân, kể cả Mạnh Thường Quân và khán giả bình luận video nhiều lúc á, mình làm thiện nguyện người ta vô người ta không giúp, người ta vô bình luận nó chửi mình không mà bỏ. Nóng mình đôi co lại không nên. Rồi Mạnh Quân nói mình thôi, em đừng có làm gì, em làm bỏ tâm anh làm từ thiện. Em làm từ thiện là từ cái tâm của em đi làm, không ai bắt em đi làm hết. Mà tại sao em phải đi cự lộn với người ta vậy? Đúng rồi anh. Nhưng mà vợ cũng nói hoài mà bảo không được, tức nhiều khi người ta nói trên đầu mình đâu mà. Thôi em đừng. Những cái chuyện đó anh không nhiều bằng tụi em đâu. Em nói thật thiệt sự luôn. Em chị Vân bị gấp trăm gấp ngàn. Năn nỉ luôn á, em năn nỉ luôn. Anh chỉ nói nè. Anh cứ suy nghĩ những cái bạn đó đó, thật sự là em đặt ba trường hợp. Thứ nhất, những bạn đó là coi như ở ngoài cuộc sống ngoài đời, những bạn đó không có tiếng nói, bị đè đầu cỡ cổ quá, thì bây giờ không có chỗ nào xả lên đây xả, rồi nói chuyện sầm sầm với mình không quan tâm. Comment dạo vậy chị, đúng giống như comment dạo. Kệ người ta đi, anh đừng quan tâm những chuyện đó, coi như là chuyện không có gì hết. Anh cứ làm chuyện mình thích và mình không cảm thấy mình làm sai, bản cái tâm mình thấy đúng là được. Kệ. Đó, với lại là thôi em bớt đọc lại, không cần đừng đọc nữa, đừng có đọc mấy cái comment đó. Thật sự là bà xã em rất khổ tâm với vấn đề của em, nhiều khi em đang lên like, ai nói vô cái em chửi em không. Trả lời liền. Đừng đọc. Đó, cái tánh nóng đó chị. Cái tánh nóng đó phải làm liền và em phải làm cho bằng là được. Vẫn đọc mà khi anh đọc mà anh bỏ qua được luôn là anh lúc đó anh mới thành công. Còn cái chuyện không đọc chuyện bình thường thôi. Anh cứ đọc đi nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh mềm lại anh bỏ. Từ từ đó sao thay đổi đó được mới tốt. Mạnh Quân cũng từng nói với em vậy. Phải bỏ cái nó. Thì đó từ cái cọc cằn cho nó mới ra là cái nóng nảy, rồi nó cọc cằn nó kết hợp với nóng nảy thì không có được cái gì hết trơn. Anh cứ suy nghĩ mọi chuyện nó nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì hết, chuyện tôi làm. Tại vì bây giờ họ có chửi em hay là họ có khen em thì em cũng chẳng biết họ là ai luôn. Đúng rồi, chính xác, suy nghĩ em nằm suy nghĩ có suy nghĩ giống như thì chị đó, luôn. Thì có thể nhiều người cố tình như vậy nữa đó anh. Đúng rồi, nó cố tình nó làm cho mình nhục cái ý chí của mình. Thì anh phản ứng lại là họ thành công. Đúng rồi, thì vui mất ha. Mới gì anh phải làm vậy, anh cứ bình thường thôi. Tại bây giờ bớt khó chịu bằng cách là giờ nói xấu vợ đi nè, bà còn cái gì xấu không? Thật sự thì bà thay đổi quá trời luôn á. Thật sự nếu mà chị nói mà để em phê bình vợ em, thật sự em đối với người khác thì có thể phê bình được, còn đối với em thì vợ em bao dung quá trời là hoàn hảo đúng không? Hoàn hảo nhưng cẩn thận có điểm xấu. Ồ vậy hả? Kể đi. Bây giờ nhiều lúc á đi làm mệt, hai chồng đi quay về mệt, ở nhà nuôi ba ăn cún. Nó về nhà cái ba thấy cái gì không gửi la gan, nhưng mà la con người vậy, la lớn lắm luôn. La mấy con chó hả? La mấy con chó mà la cho bớt. Tại bỏ mình nuôi nó như con mình như thế. Cái thứ hai là bây giờ em cũng góp ý vợ, khi vợ chồng thì em vì cái giờ mình là nhiều khi mình đi làm thiện nguyện rồi đúng không, mình cái tật xấu mình cũng đã bỏ, mọi người cũng đã công nhận điều đó rồi, vợ con nhận rồi. Nhưng mà dù vợ chồng có chuyện gì nói thì nói nhỏ thôi, nhiều khi nói ồ đó em cảm thấy mình ngại. Nó lớn quá. Lớn quá. Nhiều lúc em nói giờ cái cần bông bí không, đưa cho bông bí nói. Nói gì luôn. Ngày xưa không ngại mà bây giờ ngại nha. Ngại giờ tự nhiên mình thay đổi cái ngại giờ, nha. Giờ có trên cũng như phải tạo cái gì cái uy tín danh dự của mình dạ, á, cho mình cho đi làm thiện nguyện, YouTube thiện nguyện của mình. Ngày xưa là bất cần dạ. Đúng không? Đúng rồi, người ta bất cần luôn. Tôi bấy rồi bây giờ tôi lầy nữa đúng không sao. Dạ. Còn bây giờ mình đang lấy uy tín lại tạo hình tượng. Đúng không? Đúng rồi. Về nhà không cho em ra, đôi khi em bực bội nhưng mà không cho em ra. Vậy giờ cho em mong muốn ba thay đổi gì sẵn để em nói đi. Bây giờ mong muốn bà xã là thay đổi là nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Đúng rồi. Đó, rồi có biết nhẹ nhàng, có biết nhẹ nhàng. Giống như chị Vân hay nói là cái gì cũng do cái cách của mình. Đúng rồi, đúng cái rồi. Cách nói, cái cách mình truyền đạt đó. Mình lỡ mình là tiên rồi, thì giờ mình ứng xử như bà tiên luôn đi em. Thiệt. Tại nhầm khi ảnh giống như là bà tiên bà buộc của ổng rồi đó. Tại vì ảnh nóng tính quá. Ảnh nóng tính quá chị, cũng như cái trên mình ta kìa bình luận đồ này kia nó dồn dập nhiều chuyện, rồi bắt buộc em phải la ảnh.
em phải nói, em nói hoài nhỏ nhẹ anh không chịu nghe, bắt buộc em phải lớn tiếng nói cho nó đã thì anh phải nghe, mà phải nói cho nó đã rồi thử anh có nghe không. Rồi mất hình ảnh ông nữa, mất hình ảnh thì đó nó bởi vậy giờ giữ gìn.